Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn toán lớp 4, bài dây và thế kỷ nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, dây thế kỷ. Như vậy mình biết là 1 giờ thì bằng 60 phút đúng nè, còn 1 phút thì bằng 60 giây. Như vậy có nghĩa là 1 giờ thì sẽ đổi qua giây thì mình lấy 60 nhân cho 60. Như vậy là 1 giờ bằng 3.600 giây nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học về thế kỷ. Thế kỷ mình biết là 1 thế kỷ sẽ là bằng 100 năm nhé. Như vậy là từ năm thứ nhất đến năm 100 thì người ta gọi là thế kỷ thứ nhất, thế kỷ 1. Từ năm 101 đến năm 200 thì là thế kỷ thứ 2. Từ năm 201 đến năm 300 gọi là thế kỷ thứ 3. Tương tự như vậy thì từ năm 1901 đến năm 2000 thì người ta gọi là thế kỷ thứ 20. Còn từ năm 2001 đến năm 2100 thì người ta là gọi là thế kỷ thứ 21 đúng không? Nhớ là 1 giờ thì bằng 60 phút và 1 phút bằng 60 giây thì mình đã nắm được từ lúc các lớp trước đúng không? Còn mình sẽ học hôm nay là 1 thế kỷ bằng 100 năm. Như vậy 100 năm đầu tiên thì người ta gọi là thế kỷ thứ nhất. 100 năm tiếp theo thì mình gọi là cứ 100 năm thì sẽ là một thế kỷ. Như vậy là từ năm thứ nhất đến năm 100 gọi là thế kỷ thứ 1. Từ năm 101 đến năm 200 thì gọi là thế kỷ thứ 2. Từ năm 201 đến năm 300 gọi là thế kỷ thứ 3. Từ năm 1901 tới năm 2000 thì người ta gọi là thế kỷ 20. Và từ năm 2001 đến năm 2100 người ta gọi là thế kỷ thứ 21. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Mình xong phần lý thuyết hôm nay, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nhé. Câu số 1. Viết số hít hợp vào chữ chấm. Như vậy 1 phút thì bằng bao nhiêu giây? Bằng 60 giây, mình sẽ điền như 60 nhé. Như vậy 1 phút thì bằng 60 giây thì có nghĩa là 60 giây thì bằng 1 phút đúng không? Rồi câu này cũng dễ thôi đúng không? Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 1. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 chứ nhé. Như là 1 phút thì bằng 60 giây, như chỗ này mình sẽ viết số 60 nhé. 1 phút bằng 60 giây có nghĩa là 60 giây thì bằng 1 phút. Tiếp theo là 2 phút thì bằng bao nhiêu giây nè. Như vậy là 1 phút bằng 60 giây, 2 phút thì mình lấy 2 nhân cho 60 đúng không? 2 nhân cho 60 thì bằng 120 giây nhé. Giờ như vậy là 2 phút thì bằng 120 giây đúng không? 1 phút thì bằng 60 giây, như vậy 2 phút thì mình lấy 2 nhân cho 60 thì bằng 120 giây. Tiếp theo 7 phút. Như vậy là 7 phút thì bằng bao nhiêu giây, mình sẽ lấy 7 nhân cho 60 nha. Sẽ bằng 420 giây đúng không nè. Tiếp theo 1 phần 3 phút thì bằng bao nhiêu giây. Như vậy mình 1 phút thì bằng 60 giây, mình sẽ lấy 1 phần 3 nhân cho 60. Có nghĩa là 60 chia cho 3 thì bằng 20. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 20 nha. Giờ tiếp theo là 1 phút 8 giây. 1 phút thì bằng 60 giây. Như vậy là 60 cộng 8 đúng không? 60 cộng 8 thì bằng bao nhiêu nè? 60 cộng 8 thì bằng 68 đúng không nè? Như vậy chỗ này mình sẽ điền số 68 đúng không? 1 phút 8 giây thì bằng 68 giây nha. Giờ tiếp theo là câu B. Giờ tiếp theo câu B, 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Mình vừa học 1 thế kỷ bằng 100 năm đúng nè. Như vậy là 5 thế kỷ thì bằng bao nhiêu nè? Như vậy 5 thế kỷ mình lấy 5 nhân cho 100 sẽ bằng 500 đúng nè. Như vậy 5 thế kỷ sẽ bằng 500 năm nha. Còn nửa thế kỷ có nghĩa là 1 phần 2 thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm? Như vậy mình sẽ lấy 1 phần 2 nhân cho 100, có nghĩa là 100 chia cho 2 đúng không? 100 chia 2 thì bằng 50 đúng không? Như vậy kết quả là 50 năm nhé. 1 thế kỷ thì bằng 100 năm, như vậy có nghĩa là 100 năm thì bằng 1 thế kỷ nha. Giờ tiếp theo, 1 thế kỷ thì bằng 100 năm, như vậy 9 thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm? Như vậy mình sẽ lấy số 9 nhân cho 100 đúng không? 9 nhân cho 100 thì bằng 900 nha. Như vậy là 900 năm.
Tiếp theo là 1 phần 5 thế kỷ. 1 thế kỷ bằng 100 năm, như 1 phần 5 mình lấy thế kỷ sẽ bằng 1 phần 5 nhân cho 100. Có nghĩa là mình lấy 100 chia cho 5 nhé. 100 chia cho 5 thì bằng 20 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 này các em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Mình sẽ quay tiếp câu số 2 luôn nhé. Giờ tiếp theo câu số 2. Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy là Bác Hồ sinh vào thế kỷ thứ mấy, thế kỷ nào? Như vậy mình sẽ tính ra thế kỷ thứ mấy cho mình điền vào đúng không? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Như vậy là năm đó sẽ thuộc vào thế kỷ nào? Giờ câu này cũng dễ đúng không? Mình nhớ là năm 1 từ năm thứ nhất tới năm 100 sẽ là thế kỷ thứ nhất đúng không? Năm 2001 sẽ là thế kỷ thứ 21 nha. Như vậy là nếu mà có 4 số thì mình lấy 2 số đầu. Là ví dụ 2 số đầu là 18. 2 số sau mà lớn hơn 0 thì mình sẽ cộng thêm 1. 18 cộng 1 là 19. Như vậy là năm 1890 sẽ thuộc về thế kỷ thứ 19 nha. Đúng không nè. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nha. Câu A trước nha. Như vậy là Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy Bác Hồ sinh vào thế kỷ thứ nào mấy nè. Thế kỷ thứ 19 nha. Nếu mà năm đó là năm có 4 số thì mình lấy 2 số đầu là 18. Nếu 2 số sau mà lớn 0 mà cộng thêm 1. 18 cộng 1 là 19. Như vậy thế kỷ 19 nha. Mình sẽ viết bằng chữ số La Mã. Hoặc là mình có thể viết số cũng được nha. Giờ tiếp theo. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Như vậy năm đó sẽ thuộc vào thế kỷ nào? Giờ thầy sẽ làm câu này luôn nha. Thầy sẽ chép lại cái nội dung này. Giờ thầy sẽ chép lại nha. Rồi sau đó thầy sẽ tính xem thế kỷ thứ mấy. Như vậy là nếu 4 số thì mình lấy 2 số đầu là 19 nè. 2 số sau lớn 0 thì mình sẽ cộng thêm 1. 19 cộng 1 là 20. Như vậy năm 1911 sẽ thuộc về thế kỷ thứ 20 nha. Như vậy 20 là hai chữ ít đúng không? Theo ký lên tự La Mã nha. Theo số La Mã. Giờ tiếp theo là câu B. Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945. Như vậy năm đó vào cuộc thế kỷ thứ mấy? Giờ thầy sẽ trả lời câu B luôn nha. Thầy sẽ chép lại cái nội dung này. Và thầy sẽ tính xem thế kỷ thứ bao nhiêu. Như vậy là cách mạng thành công năm 1945. Như vậy đây là một năm, số năm này có 4 số, mình lấy 2 số đầu là 19. 2 số sau lớn hơn 0, có nghĩa là cộng thêm 1. 19 cộng 1 là thuộc về thế kỷ thứ 20 nha. Đúng không nè. Giờ tiếp theo là câu C. Ba triều lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Như vậy năm đó thuộc thế kỷ nào? Thầy cũng chép lại nội dung và thầy sẽ tính xem vào năm nào nha. Giờ như vậy là năm 248 là năm có 3 chữ số. Như vậy mà thầy sẽ lấy số đầu là 200 là số 2. 48 lớn hơn 0 thầy sẽ cộng thêm 1. 2 cộng 1 là 3. Như vậy năm 248 là thuộc về thế kỷ thứ 3 nha. Đúng không nào? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Như vậy là câu số 2 mình sẽ trả lời như thế này nha. Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy Bác Hồ sinh vào thế kỷ thứ 19. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 thì năm đó thuộc thế kỷ 20. Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 thì năm đó thuộc thế kỷ thứ 20. Ba triều lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô 248 thì năm đó thuộc thế kỷ thứ 3 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nè.
Câu số 2 này, có em nào kết quả giống như thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nhé. Giờ tiếp theo câu số 3. Lý Thế Tổ giờ đâu về Thăng Long năm 1010. Bây giờ năm đó thuộc thế kỷ nào? Tính đến nay được bao nhiêu năm? Câu B, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỷ nào và tính đến nay được bao nhiêu năm? Giờ như vậy câu này cũng dễ đúng không? Giờ câu số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm câu số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Như vậy thầy sẽ chép là cái nội dung là Lý Thái Tổ giờ đô về Thăng Long năm 1010, năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu thì mình sẽ điền vô đúng không nè. Thầy sẽ chép là đoạn này. Giờ như vậy mình sẽ tính xem thế kỷ bao nhiêu. Như vậy là đây là bốn số thì mình lấy hai số đầu là 10. Hai số cao, hai số sau lớn hơn không, như vậy là 10 cộng 1 là 11. Như vậy đây là thế kỷ thứ 11 nhé. X là 10, Y là 1 đúng không? 11. Tiếp theo người ta hỏi là tính đến nay được bao nhiêu năm. Giờ thầy sẽ trả lời luôn nhé. Như vậy tính đến nay số năm là, tính đến nay mình sẽ thay đổi một chút đúng không nào? Tính đến nay được số năm là, giờ như vậy là năm nay là năm 2020, mình trừ đi năm 1010 sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây nhẩm luôn đúng không nào? Như vậy là 20 trừ 20 là 10, 20 trừ 20 là 10, như vậy là 1010. Cách này là 1010 năm đúng không? Giờ tiếp theo là câu B, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là năm 938. Như vậy là năm đó sau cái thế kỷ nào? Đúng, hay trả lời câu B luôn nhé. Như vậy là Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 của thế kỷ bao nhiêu nè? Như vậy đây là số của ba chữ số, số đầu là 9, mình lấy số 9, 38 đến 0 cộng thêm 1, có nghĩa là cộng thêm 1, như vậy là 9 cộng 1 là 10, như vậy thế kỷ thứ 10 đúng không? Giờ tính nay bao nhiêu năm? Mình sẽ tính nha. Tính đến số năm nay thì số năm sẽ được là, tính đến nay số năm được là mình sẽ lấy là năm 2020 là năm nay, trừ năm 938 bằng bao nhiêu mình tính ra nha. Giờ 2020 trừ 938 sẽ bằng 1082 năm đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 này có em nào kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem. Như vậy là thầy cũng hướng dẫn các em xong toán lớp 5 trang 25 bài dây và thế kỷ nha. Nếu các em thấy dạng giới thiệu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.